Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thì mình cùng với Huy đang chuẩn bị hành trình đi Fukuoka để khám phá Fukuoka các bạn. Thì ngày hôm nay là có sếp đến đón luôn, có xe hơi sẵn luôn nè. Nói chung là trời hôm nay là mới bão xong còn rất là âm u. Do đó thì ngày hôm nay mình chuyến đi này mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn cùng khám phá Fukuoka với mình. Thì bây giờ các bạn hãy cùng theo chân của mình để chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Rồi ok, xin mời các bạn. Bây giờ là sensei ổng gửi xe xong rồi ổng đưa tới chỗ bắt xe buýt luôn nè các bạn. Nói chung là có ship rất là nhiệt tình. Bây giờ là đi theo ship. Ở đi chơi là có ship lo hết. Từ vé bọng cho đến bến xe rồi luôn các bạn. Nói chung là mình rất là sướng. Hai hai. Sensei Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Chui, hai hai, hai chui. Xe hô theo. Vô bánh xe buýt này các bạn. Ồ, quá chật người luôn. Đông dã man. Đi xe buýt đông ghê ha. Phụ hai là không có chỗ ngồi luôn á, đi chạy hả? これを見せる。はい。で、これはもう持ってます。はい。ええか。はい。ここに置いてある。みんな並ぶよ。並んでます。はい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 
Dữ chỗ không mày? Xe rất là VIP luôn. Tính ra lên sau có lợi hơn ngồi trước. Lên trước còn sau. Thì bởi vậy tính ra đi xe buýt ở Nhật là lên sau là ngồi ở chưa. Lên sau ngồi ở trước các bạn. Xe có đồ gác chân luôn nè. Mới hả? Quá biết luôn. Có dây an toàn nữa. Tôi ghé 4-5 chạm luôn. Mày ghé 4-5 chạm là Hơi cái ba lê để lấy mất tiêu độ luôn rồi. Nhật hẳn ở Nhật. Từ Nagasaki gì mất hết rồi đó. Quên rồi. Thôi bây giờ chuẩn lên xe rồi các bạn ơi, không quay được nữa nha. Bây giờ là quay cho các bạn xem cái xe nó VIP như vậy á. Bây giờ có đầy đủ luôn, đồ gác chân, đồ để nước nè. Nó xe buýt đường dài Nhật cả gì. Không có nước uống luôn. Tôi đi chở thẳng mày. Thấy mày. Đây là quy mọc. Hả?
Tháp này tháp hoài tráng, tháp Yuka.